Sau Tết, nào là tiền mừng tuổi, tiền tích chữ, tiền dành đầu tư tái sinh lời là những khoản tiền lớn có bé có của rất nhiều người sau Tết nguyên đán. Nên một câu hỏi không ít người quan tâm, đó là năm 2019 nên đầu tư tiền nhàn rỗi của mình vào đâu? Tựa đề một bài viết trên tờ Công an Nhân dân sáng nay. Trước tiên, năm kỳ hợi, không thể không nói tới việc bỏ heo tiết kiệm, tức là gửi tiền ngân hàng. À kênh này thì lúc nào cũng nhàn rồi, à, cũng sẵn rồi. Nhưng mà đáng chú ý là lãi suất tiết kiệm bình quân năm 2018 là 6,6% một năm. À, tức là nếu tính cả năm thì lời còn cao hơn cả chứng khoán vàng hay là ngoại tệ. À, chưa kể một số lựa chọn tiết kiệm như chứng chỉ tiền gửi hay là trái phiếu chuyển đổi còn hấp dẫn hơn thế. Tất nhiên là không nên bỏ trứng vào một giỏ trong khi còn nhiều kênh sinh lời hơn thế nữa. À, như bất động sản chẳng hạn. À, người đẻ nhưng đất không đẻ. Đây được đánh giá là kênh có tính bảo toàn vốn cao. Tuy nhiên, trang tin VOV cũng có lưu ý, với số tiền nhàn rỗi 2 tỷ đồng thì không nên mua căn hộ tại Hà Nội hay là Hồ Chí Minh vì khả năng tăng giá không cao mà tiềm năng hơn là ở các dự án tập trung ở địa phương có đầu tư nhiều vào hạ tầng. Về đất nền cũng không nên mua đất không rõ ràng về pháp lý. Một lưu ý nữa, tăng trưởng tín dụng năm 2019 dự báo chỉ khoảng 13% tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn cũng sẽ giảm từ 45% xuống còn 40%. Do đó, vốn vay dành cho lĩnh vực bất động sản chắc chắn cũng khó tránh khỏi bị siết chặt. Vậy nên các nhà đầu tư bất động sản cũng càng phải tính toán rủi ro kỹ lưỡng trước khi xuống tiền. Vàng và tỷ giá đều là hai kênh đầu tư ảm đạm trong năm qua. Theo tờ Công an Nhân dân thì vàng SGC năm qua mất giá khoảng 0,7%. Năm 2019 dự báo sẽ tăng dựa vào giá vàng thế giới. Tuy nhiên cũng khó có đất cho nhà đầu tư vàng lướt sóng. Tương tự tỷ giá với chính sách kiên định của ngân hàng nhà nước trong duy trì ổn định tỷ giá thì đầu cơ vào kênh này cũng không phải lựa chọn hấp dẫn. Kể cả tỷ giá có tăng thì cũng còn không thể bằng gửi tiết kiệm ngân hàng. Thế còn chứng khoán thì sao ạ? Năm 2018 là một năm tăng dựng đứng rồi lại rơi lộn ngược kết thúc năm giảm 91,7 điểm, tương đương 9,32%. Trong bối cảnh thế giới khó đoán định về các căng thẳng địa chính trị và thương mại, Tờ Công an Nhân dân cho rằng hầu hết các tổ chức phân tích đều đồng thuận kinh tế toàn cầu đang bước vào cuối chu kỳ tăng trưởng. Và năm 2019 có thể là một năm tương đối khó khăn với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, một nhận định đáng chú ý của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trên trang tin Dinh, ở mức điểm hiện tại của chứng khoán Việt Nam là mức điểm hợp lý và năm 2015-19 là một năm khó khăn của chứng khoán thế giới. Tuy nhiên, với Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại và minh chứng là con số IPO kỷ lục trong năm qua với những nền tảng nội lực căn bản đang từng bước được hoàn thiện. Và cuối cùng, nếu như bạn vẫn còn nắm giữ tiền ảo thì không ít ý kiến trên các mặt báo cho rằng Cách này không nên được nhắc tới như năm trước nữa Và tại thời điểm này thì hãy quên nó đi Điều này là dễ hiểu sau sự tụt giảm thê thảm của loại hình đầu tư này năm qua Như Bitcoin là giảm tới 90% Chưa kể nhiều hình thức đầu tư biến tướng núp bóng tiền nào Có tác động xấu tới thị trường Lẽ dĩ nhiên, mỗi hình thức đầu tư đều có ưu và nhược điểm riêng Tùy vào số tiền, thời gian, khả năng tiếp cận thông tin Khả năng ứng dụng công nghệ và cả khẩu vị rủi ro của mỗi người Mà chúng ta có những rổ chứng hay là những rổ đầu tư khác nhau Quan trọng nhất là cần hiểu rõ và nắm chắc kiến thức về kênh đầu tư của mình. Bởi thực tế cho thấy cũng có nhiều trường hợp không đi theo số đông nhưng vẫn gặt hái thành công của riêng mình. Chúc quý vị khán giả một năm mới đầu tư may mắn, hiệu quả và xin đừng quên hãy cập nhật những thông tin tài chính kinh doanh trên các bản tin của chúng tôi.